Mẹ mua mì tôm về thăm ông ạ. Mua mì tôm về thăm ông á? Vâng ạ. Là hôm qua hay là hôm nay rồi? Hôm qua rồi ạ. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên cho cháu Lực xin được gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng đến tất cả các cô bác anh chị đang theo dõi trên kênh bản em và mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của bà ông cháu của bác ạ. Và cũng xin nói với cô bác một chút về cái câu chuyện mà hiện tại cái ngôi nhà của bà ông cháu. Thì tất cả mọi cái thì cháu Lực đã hoàn thiện xong hết mọi cái rồi. Như cô bác đã theo dõi những cái phim mà cháu Lực đăng tải lên thì các bác cũng đã biết rồi. Và hiện tại bây giờ thì qua về cái phần khoản tài chính của bác, cháu Lực cũng rất là muốn làm sao mà cho nó hoàn thiện cái ngôi nhà bà ông cháu. Hết tần tật tất cả công khai tài chính mọi cái. Nhưng mà do là khi mà trước Tết cháu Lực cũng làm mà tân gia quá là gần Tết rồi. Và khi mà cháu Lực công khai tài chính ấy, thì là đến lúc mà đi vào Tết Nguyên Đán ấy, cũng khá là nhiều công việc, khá là nhiều cái công việc còn cần phải giải quyết. Và sau khi mà qua cái Tết Nguyên Đán rồi thì đáng nghe là đến ngày mùng 4 là cháu Lực đã lên và phải công khai rồi. Đấy, nhưng mà do là cái dân tộc Mông của cháu nhà em Sử với cô bác là làm Tết Nguyên Đán là đến tận là hết ngày mùng 10 cơ, hết ngày mùng 10 thì mới hết được, cho nên là chắc là cháu Lực cũng sẽ phải là hẹn cô bác anh chị vào cái một buổi công khai tài chính sau cô bác ạ. Thì còn là bây giờ thì xin mời tất cả các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi vào nhà của ba ông cháu xem là cái tình trạng sức khỏe của ông thì đã đỡ hơn chưa. Ở đây thì cháu Lực có lúc thì cháu Lực lên thì cháu Lực không có ghi được hình, nhưng mà cháu Lực vẫn hỏi về sức khỏe của ông hay là xem như thế nào rồi. Đấy, mọi cái thì không có vấn đề gì là xảy ra gọi là quá là nghiêm trọng cần đến phải đi viện cả. Đấy, hôm nọ có bác anh chị mà có theo dõi được những thức phim cháu Lực sau ngày Tết đấy, cháu Lực đăng tải lên thì ông có bị là bị ngá có bác này, hôm 28 Tết là bị ngá, là bị bôi mắt này là bị sưng luôn. Đấy, nhưng mà do là đây, ngá phần này là nó không có bị máu tụ lại đâu cô bác ạ, nó tạo thành một cái vết sẹo ấy cô bác, tạo một cái vết sẹo nên là các bác cũng không cần phải là quá lo lắng đâu các bác nhé. Đấy, bây giờ thì cháu Lực đang ở trên nhà của ba ông cháu rồi, có vẻ như là nghe ở ngoài nghe thì có khá là yên tĩnh, chắc là có khi là hai anh em với lại ông thì cũng đã đi đâu rồi. Hôm nay là cũng là cái ngày Tết Nguyên Đán rồi cô bác, vẫn chưa thể là hết được, cho nên là vẫn còn nhiều những cái trò mà dân gian như là đi ra bên điện trường là tham gia những cái trò hoạt động là phong trào của thôn, hay là đi xuống dưới nhà mà đạo để mà tập dành cái gì nữa các bác. Nên bây giờ thì xin mời tất cả các bác cùng theo dõi hết video và cùng với cháu Lực đi vào nhà của ba ông cháu của bác nhé. Bây giờ thì đi xuống nhà mới xem là các em có ở nhà không. Nếu mà các em ở nhà thì đi vào nhà mới trước, còn không thì cháu Lực sẽ phải đi xuống dưới nhà cũ. Cửa thì có vẻ là đóng rồi cô bác ạ, không có thấy mở gì cả, cửa sổ thì vẫn đang mở. Cửa chính đấy. Thái ơi, Sứ ơi, cửa thì chắc là đang mở, chắc là vừa chạy đi xuống cái nhà cũ cô bác ơi, chắc là vừa xuống luôn. Bây giờ thì cháu Lực sẽ đi xuống cái nhà cũ đó, khép lại cánh cửa cho các em một chút đấy. Đấy, nắng thì rất là đẹp,
Đấy, nhà của các em thì cũng đã sơn xong mọi cái rồi, cho nên là khi mà có ánh nắng vào ấy, nhìn cho ngôi nhà rất là nổi bật. Đấy, nhìn từ xa vào thì một cái ngôi nhà phần phía mặt tiền thì có bốn cái cửa sổ mà nhìn trông rất là lộng lẫy và rất là nổi bật, cộng thêm lại những cái màu sơn của ngôi nhà lên thì nhìn trong ngôi nhà rất là hoành tráng. Đi xuống ngay ở nhà cũ xem là các em có ở dưới đấy không. Chắc là có khi là đi xuống dưới vừa mới đi xuống dưới lấy cỏ cho trâu hay là như nào đó. Đấy, bây giờ thì cũng chuẩn bị là qua cái mùa đông rồi. À, một cái ánh nắng mà phải nói là cái ánh nắng này là ánh nắng rất là gay gắt luôn cô bác ạ. Độ tầm tháng 3 đến độ tầm tháng 5 thì là một cái ánh nắng mà cực kỳ mà oi. Và những cái cung đường mà đi xuống nhà của ba ông cháu thì phải nói là rất là quen thuộc với cháu Lực rồi cô bác. Đi những con đường này đi vào ngôi nhà của hai ông cháu thì có thể là mòn đi một hai cái đôi dép rồi đấy. Một cái khoảng thời gian mà cũng không phải là quá ngắn nữa mà cũng không phải là quá dài, mà cái khoảng thời gian đấy đủ để mà cháu Lực hiểu về cuộc sống và hoàn cảnh của ba ông cháu, và đủ để hiểu rằng là ba ông cháu gặp phải những cái chuyện gì. Ây. Ây. Xem có vẻ khá trơn một chút. Ông Lọ thì cháu Lực cũng có đọc được một cái bình luận nói ở trên kênh, nói rằng là tách của bà Vương Kim Thanh mua cho các bác thì là cháu Lực nên mua một cái mới ấy. Thì là thật sự ra mà nói thì tách của bà Vương Kim Thanh mua cho thì cháu Lực vẫn đặt ở dưới nhà cũ để mà mình còn tận dụng lại để mà lấy nước cho trâu, cho lợn, cho gà. Còn một cái tách mới ở dưới nhà, trên nhà mới ấy, thì là được bên xã người ta tặng cho ba con cháu, cho nên là cháu Lực không phải là mua thêm nữa. Không biết là hôm nay là ba ông cháu là đi đâu hết rồi. À, cửa thì vẫn mở. À, anh chào Hải nhá. Vâng, em chào anh ạ. Rồi. Chào Hải, xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Một mình ở nhà đấy à? Vâng. Ông này đi đâu rồi? Ông đi chăn trâu rồi. Đi chăn trâu á? Vâng. Trâu là à, trâu vẫn ở dưới kia mà. Chắc ở dưới kia. Chắc là ông là đi nhà nào rồi đúng không? Hôm nay vẫn là ngày Tết đúng không? Vâng. Thế Hải, anh vừa thấy là trên nhà kia mở thì Hải vừa chạy từ trên nhà xuống à? Vâng. À, thế là vừa xuống luôn à? Vâng. Thế là chắc là anh cũng đi theo sâu một chút thôi nhỉ? Vâng. Bây giờ thì có lên nhà mở, là nhà cũ nhà mới kia không? Có ạ. À, thế vừa rồi đi xuống cái nhà này thì lấy cái gì? Lấy bánh đi làm chỗ kia ăn ạ. Lấy bánh ở trên làm á? À, Vâng. bánh hôm nọ đấy à? Vâng. À, bánh nào hay đâu? À, đây có mì tôm à? Vâng. Nên là Hải là không đi đâu à? Không đi đâu ạ. Anh Sử đi đâu rồi? Anh Sử đi điểm trường theo chân rồi. Anh Sử đi điểm trường à? Vâng. À, thế là điểm trường cái tụ tập khá là nhiều ấy nhỉ? Vâng. Nhà nhà Sử thì có vẻ kêu quá nhỉ, mà nhà Hải ấy. Vâng. Bánh thì điều mọ là ai làm cùng? Cô với lại ông với lại anh Sử ạ. À, thím chứ không phải là cô. Bánh này thì mang đi rán để ăn à? Đấy, tâm thế thôi nhỉ? Bây giờ thì cháu được nhìn thấy là ba ông cháu là hình như là nấu cám lợn thì còn là nấu ở đây thôi cô bác này. Ông thì ông nọ thì cháu được cũng bảo là ông lên trên ngủ rồi, không để cho ông ngủ đây nhiều nữa. Đi lên chưa? Rồi. Tắt điện đi. Này lấy mì tôm lên nhà mới à? Rồi. Mì tôm mày ai mua về? Mẹ mua Mẹ mua. mẹ Nhưng mà mẹ mua thì để cho mua cho em à hay là như nào?
mua cho ông này. Mẹ nghe ông ngã thì mẹ mua mì tôm về thăm ông ạ. Mua mì tôm về thăm ông á? Vâng. Là hôm qua hay là hôm nay rồi? Hôm qua rồi ạ. Hôm qua à? Vâng. Thì lúc đấy thì mua được 3 gói à? Vâng ạ. Tức là sao, nhưng mà sao em lại cầm, nhưng mà không ở nhà mới à? Để nhà cũ rồi à? Vâng ạ. Thế là hôm qua mẹ vào là vào nhà cũ rồi, không phải nhà mới à? Không đâu ạ. Thế chắc là lúc hôm qua là đi xuống là gặp ông ở nhà cũ đúng không? Vâng. Hôm qua các em không ở à? Không đâu ạ, hôm qua trên nhà mới ạ. Trên nhà mới á? Vâng. Nhưng mà ở đây là nghe ông kể lại hay là em nhìn thấy mẹ xuống? Nghe ông kể lại thôi ạ. Nghe ông kể lại à? Vâng. Là lấy lên 3 gói để thăm ông à? Vâng. Rồi, hôm nay thì lên thì không ngờ là mẹ, các em của bác này lại làm cái điều này, mua xuống là 3 gói mì tôm thăm thăm ông. Cũng chắc là nghe tin là ông là bị ngá đấy cô bác. Thế ông bảo lấy lên trên nhà mới à? Vâng. Thế bây giờ thì nấu cơm thức ăn mọi cái thì họ đều ở nhà mới hết, cho nên là những cái đồ ăn thì đều là để xuống đấy hết, là đều đem lên trên nhà mới hết. Hôm qua là mẹ có vào lâu không? Ông bảo là mang mì tôm đến nhà thì đi về chợ. À, mang mì tôm đến nhà là xong là đi à? Vâng. À. Có đem theo cái gì không hay là chỉ với mì tôm thôi? Đem mì tôm về. Với mì tôm à? Vâng. Hôm qua là cùng mẹ cùng ai ra? Cùng con của mẹ không hay là một mình mẹ khác ra? Mình mẹ khác ra thôi ạ. Ra buổi sáng hay là buổi trưa? Buổi trưa ạ. Lúc đấy là các em đang không ở nhà à? Vừa rồi anh mới để ý xe của anh Sử thì không để ra đâu nhỉ. Thôi lần sau đi lâu là phải khóa cửa vào nhá. Không à, sợ người ta về trộm ấy. Ở trong nhà thì mát hẳn luôn cô bác ạ. Vào nhà cửa thì nói chung là nhìn các em ở rất là gọn gàng và ngăn nắp, sạch sẽ. Những cái gì thì sắp xếp ra cái đấy hết cả. Hải là chuẩn bị là rửa bát rồi à? Thế Hải là hôm nay có đi chơi không? Sáng nay đi à? Sáng nay đi à? Rửa bát bây giờ rửa luôn ở đây tiện nhờ. Rửa xong rồi tí úp vào bên này nhá, để cho nó khô nhá. Đây này. Bây giờ thì em rửa xong em để ra bên kia đi. Xong rồi một tí nữa mình đặt cái rổ đây này. Nước là xả cái này cũng đi ra ngoài luôn nhỉ.
thế là sáng ở đây là sáng nay ăn cơm xong mới đi à? Vâng. Ừ. Thế hay, ra điểm trường cái gì em này hay chơi trò gì? Bán củ à? Bán củ rồi à? Thế mẹ của Hải thì đã từng lên nhà mới đây chưa? Lúc chưa lên một lần thôi ạ. Chưa lên một lần à? Lúc này, lúc lên một lần thì lúc đấy là em có ở nhà không? Có ạ. Có à? Là lên vào làm cái gì em biết không? Chỉ lên xem nhà mới thôi ạ. Chỉ lên xem nhà mới à? Vâng. Một tí nữa thì em dùng cái rẻ lau lại hết cái chỗ bếp kia nhá. Ừ. Anh thấy là sáng nay chắc nấu cơm chưa rửa đúng không? Ừ. Dùng cái rẻ rồi bát đây, lau qua nhá. Đấy, cái nào mà cần đem đi rửa thì mình đem đi rửa luôn. Bây giờ thì lên nhà mới thì biết cách nào rửa dọn dẹp để cho nó ngăn nắp nhá. Không còn phải là ở như nhà cũ nữa đâu ấy. Đấy. Úp, bao giờ em úp ở đây khô rồi. Đúng rồi, anh bảo. Úp ở đây khô rồi thì em sẽ mang để vào chạm bát nhá. Đấy, cứ để đây này, để đây cho nó khô đó, để đây. Đấy, nó khô rồi thì mình mới mang đem lên để kia được. Đấy, cái này cứ để đây cho nó khô đó, bây giờ lâu lâu qua bếp đi. Thế là dọn dẹp xong lại mới dán bánh à? Dán dán cái rẻ màu xanh kìa, đấy, dán cái rẻ màu xanh kìa. Bếp núc thì lâu cho nó sạch sẽ đi thì nó mới mềm được. Nhấc hẳn cả cái xoang cái chân kia ra, đấy nhấc ra đấy. Nhà anh Sửu cũng dọn dẹp không hay là chỉ một mình em dọn thôi? Anh Sửu cũng dọn ạ. Anh Sửu cũng dọn à? Vâng. Thế nên lúc mà anh Sửu không ở thì em lại tự dọn à? Nó có nước hay sao Hải nhờ? Chọc phèo à, Hải vừa lấy rửa đúng không? Thôi dán được vừa rồi, dán thế rồi. Tí tí nó khô tí nó đầy chảo ấy. Bánh này gọi là bánh gì Hải biết không? Biết bánh trắng kìa. Biết bánh trắng à? Cái tiếng mông gọi là bánh gì? Phá. Phá à? Ờ. Thế cái này muốn cho nó, lúc mà mình ăn thì phải dán cho nó vàng lên à? Ờ. Ở đây thì đồng bào dân tộc Mông của bác này thì đến đến cái mùa Tết ấy thì là làm cái bánh này, bánh này làm từ gạo gì Hải có biết không? Gạo nếp ạ. Làm từ gạo nếp à? Ừ. Ừ. Ôi, nó tí nó dính nhau rồi. Cái này thì chả chống dính, yên tâm mà nó không dính đâu. Ừ.
Đấy, dám mình dừng để cho nó giới thiệu nhau. Ngày hôm qua thì mẹ của các em là vào thăm ông bác này, nghe là ông là bị ngá ấy, là mua được cho ông là 3 cái gói mì tôm. Mua được cho ông là 3 gói mì tôm về lên thăm ông, phải nói là Tuấn Đức cũng rất là bất ngờ các bác ạ. Khi mà hôm nay thì lên thì nghe em Hải nói rằng là hôm qua thì mẹ vào thăm là mua được cho ông là 3 gói mì tôm ấy. Thế là hôm qua là Hải cũng không ở nhà đúng không? Không ở nhà rồi. Màu vàng nhìn nó rất là đẹp phải không này? Bánh này, bánh này thì rất là thơm ấy. Bây giờ thì nghe em Hải đây em mới đang rán thôi mà ở đây thì rán với lại mớ lợn ấy, mớ lợn đảm nên rất là thơm. Thế đây là mỗi lần mà muốn ăn thì là phải là rán rán như này à? Vâng. Cái này có phải chấm cái gì đúng không? À có đường đây này. Vâng. Để chấm cái đường đúng không? Vâng. À. Bây giờ bát thì em Hải không biết là rửa úp ra đây để cho nó ráo hết nước rồi thì mới để vào chạm bát ở dưới này cô bác ạ, thì nó sẽ không có bị sợ nước là bị đụng lại ở đây cả, nó không có bị sợ nước là rát hết ra là sàn nhà. Phải nói là một cái ngôi nhà ở trong bản là như vậy thì nhìn phải nói là rất là tuyệt vời cô bác ạ. Bản này thì chưa có ai có ngôi nhà như vậy cả. Phòng em sửa thì trước khi là em ấy đi đâu thì đều là khóa hết chặt hết cửa là cô bác này. Chắc là chìa khóa là em ấy cầm. Trời nắng như này thì sạc cái bóng đèn năng lượng mặt trời thì nó sáng hết màu xanh rồi. Sắp chín chưa? Sắp chín rồi. Sắp chín rồi à? Cho thêm dầu đi, nó dính nhau thì cho thêm dầu một tí. Cho thêm mỡ thì phải dầu nhờ. Đấy, bây giờ thì sẽ để cho em Hải và em ấy rán các bác một tí nữa thì hai anh em sẽ thưởng thức cái hương vị bánh xem nào. Đẹp đấy nhỉ, vàng đẹp rồi nhỉ. Thế là được đúng không? Cầm này, đây sẽ cầm này, đấy. Hải thì có vẻ như là còn vừa mới sử dụng bếp ga của bác, còn như kiểu rất là lung túng. Mày cầm mà gắp vào thôi bây giờ ấy. Em dùng tay trái à? Có phải không? Dạ. Ấy. Cẩn thận chứ, nó đang nóng mà. Bây giờ thì Hải đổ ít đường rồi nhá. Vâng. Kéo ra. Đấy. Là xong cái món mà Hải là làm các bác. Bánh này thì Hải nói bằng tiếng phổ thông thì Hải cũng không biết nói. Bánh này thì là bánh dày không các bác ạ. Giờ thì đợi Hải là đổ thêm một chút đường vào nữa thì hai anh em là sẽ ăn. Dài chiếu đấy nhỉ Hải nhờ. Ông thì cũng không ở chắc này. Là chúng mới một ít đường đúng không? Vâng. Rồi, thế bây giờ ăn đi Hải. Cháu Hải mời quý ông bà cô chú anh chị ăn bánh ạ. Rồi bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Hải là thưởng thức một chút bánh nữa cô bác.
Bánh này thì được rán với lại mớ lợn thì rất là thơm các bác ạ. Đây cũng xin mời tất cả quý cô bác anh chị là cùng hai anh em ăn bánh. Để ăn thôi. Ui, rất là giòn nhỉ. Đây chấm với lại một ít đường các bác ạ. Rất là ngậy, rất là thơm. Ăn này xong thì còn ăn cơm đúng không? Không rồi. Còn cơm nữa à? Bánh chưng thì ăn hết chưa? Chưa rồi. Chưa hết à? Ăn bánh xong thì Hải còn đi đâu nữa không? Không biết ạ. Không biết ạ. Hôm nay có đi chơi nữa không? Sáng nay đi chơi ạ. À? Sáng nay đi à? Thế tối có đi đâu? Đi ạ. Ông ấy chắc với anh Sửa chắc không đi chơi thôi nhỉ? Vâng. Ăn đi. Bánh này khá là ngon rồi. Không chấm với cái gì cũng ngon cả. Chưa có chọt đường vào không? Hả? Lúc mà làm có chọt đường vào không? Không cho. Không cho à? À, ăn này không một tí mà ăn cơm không? Dạ, ăn được một tí thôi ạ. Ăn một tí á? Vâng. Hôm qua có đi lấy được cỏ cho cháu không? Có à? Thế là hôm nay không phải là chăn trâu đúng không? Vâng. Làm một tí chỉ lấy cỏ trâu đúng không? Vâng. Hai anh em làm sắp hết một đĩa rồi các bác ạ. Ăn với Hải mỗi người một miếng rồi hết rồi kìa. Vâng. Bánh như nào có phải mang đi xuống xá làm không? Có ạ. Có à? Vâng. Mang đi xuống xá để nghiền đúng không? Vâng. Vừa rồi thì Trấn Lực cùng em Hải hai anh em là chén sạch xong một đĩa bánh rồi các bác ạ. Ông với anh Sử thì vẫn chưa thấy ai là về cả. Gió thì hiện tại là bây giờ đang có gió rất là mạnh. Hôm nọ mấy cây kia trồng thì như thế nào Hải? Nào anh em mình đi xem một tí nào.
Ngày hôm nọ thì cũng được bác Chiêm là bác ấy ra đến tận nơi của bác, ra tận nơi để mà bác ấy hướng dẫn các em là trồng cây, và bác cũng đem một cái giống cây ăn quả từ rất là xa, từ bên tận bên Bắc Hà. Bắc Hà là thuộc tỉnh khác của bên Hà Giang rồi. Ngày bác cũng bảo là độ tầm 2 năm nữa là sẽ có quả đấy của bác. Ở đây thì cháu được nhìn thấy là có một chút là hoa ra ở đấy. Gà mấy hôm nay thì ở đây nhốt hết chưa? Nhốt hết rồi à? Ở đằng sau bên này thì trồng được 10 cây mận. Ở đây thì cũng có thêm một cây nữa. Hầu như là cây nào cây đấy cũng sống nhỉ? Không có cây nào chết đâu nhỉ? Vâng. Tanh nước này hết nước không à? Hết rồi. À đây, đầy ự đây. Cái sau này mà những cái cây mận này lớn lên được cô bác này, thì nó cũng có thể là tạo cho mình thêm là cái phần đất ở đằng sau này để cho nó chắc đi. À vừa rồi thì Sử thả gà đây đúng không? À thằng nào thì Sử mới quay lại. Wow, cây này còn có ra cả hoa đây này. Đấy, nó còn rất là lớn, chịu khó mà. Chiều nay là chắc là phải tưới nước rồi nhá. Chiều nay thì hai anh em là bảo anh Sử là nếu mà về sớm thì hai anh em là chịu khó tưới nước cho cây một chút. Vâng. Cái cây này còn ra sai hơn này, cây này. Cây này thì có vẻ là ra nhiều lá gốc hơn. Sau này thì có vẻ như chỗ này nó sẽ là ra nhiều cành hơn. Hầu như là cây nào cây nấy cũng đều sống cả, không có cây nào mà chết đâu. Những cái cây lê ở dưới nhà kia thì có bị làm sao không? Không ạ. Không bị làm sao à? Vâng. Ừ. Có những cái cây lê thì đừng đừng cho trâu ra ăn ngọn nó nhá. Vâng. Hay là giấm chứ không là nó hỏng rồi đấy. Vâng. Bởi vì lê là người ta ghép là ghép ở ngọn thôi. Vâng. Hôm nay thì khi mà cháu Lực lên trên nhà của các em với cô bác này thì cũng phải nói là rất là bất ngờ khi mà nghe một cái tin thì thấy em Hải là em ấy bảo là mẹ thì cầm 3 gói đi tôm ra để mà thăm ông. Ông thì hiện tại là mắt của ông thì đã khỏi hẳn rồi đúng không? Chỉ còn một tí ở đây thôi. Chỉ còn một tí ở đây thôi à? Đấy là bị xước ở ngoài da đúng không? Chứ không phải là bị máu tụ đúng không? À trên kia có một cái hai cây nữa đúng không? Có cây kia như kiểu bị đổ ấy. Hải xem có phải bị đổ không? Đây là cái cây nó bị thế. Có bị thế đúng không? À nó cong đúng không? Rồi. Đấy, sau này mà đằng sau các em bộ tầm 2 năm nữa cô bác có thể là một cái diện mạo phải nói là khác hẳn đi, lại khác hẳn đi khi mà những giống cây ăn quả này mà nó lớn lên. Đấy, còn cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. À, chắc là cháu Lực cũng xin được phải nói là kết thúc ở đây thôi cô bác, và hẹn quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ.